Hello mọi người, đây là sản phẩm Nutrioxy, một sản phẩm của Mỹ vừa mới ra mắt được hơn 10 ngày nay nhưng mà cực kỳ là hot, đã bán được mấy nghìn sản phẩm ở trên Dropy rồi. Và mình cũng bon chen mãi thì mới mua được một hộp này để gửi về trải nghiệm. Xanh, bột bạch quả, bột bông cải xanh, bột hạt nho và một số vitamin nữa. Cái này nó có bột quả la hán, uống nó giống ngày xưa mẹ mình hay mua cái quả la hán để nấu nước. Nó còn ngọt, ngọt. Còn thơm nữa. Nó còn sao pha ít đi lại nhỉ. Chắc tầm 700ml hai người uống được. Mình pha một lít. Chờ một lúc thì nó sẽ tác dụng rất là nhanh, nó sẽ thẩm thấu vào tất cả những tế bào xa nhất của cơ thể luôn nha mọi người. Ở trong đông y ấy, theo tìm kiếm hiệp ấy, thì người ta gọi là đả thông kinh mạch đấy mọi người. Còn bên tây y thì mọi người hiểu nôm na là cái sản phẩm này nó là một cái sản phẩm có tác dụng là vệ sinh hệ thống mạch máu của mình nhá. Những cái nơi mà đang có cả là nguy cơ gây tắc nghẽn mạch máu hay là có những cái mảng xơ vữa thì cái sản phẩm này nó có công dụng là làm nong cái mạch máu của mình ra và nó sẽ đẩy những cái mảng xơ vữa, nó sẽ thông những cái mảng xơ vữa giống như mình là cái thông cống ấy mọi người, thông tắc cống ấy, mọi người rất hiểu nôm na như vậy. Cái sản phẩm này rất hợp với những người tầm tuổi như mình trở lên, những người mà có nguy cơ về những cái bệnh máu, về đường máu, tim mạch, sẽ giảm nhiều những cái căn bệnh như là đột quỵ, nhồi máu cơ tim, cái căn bệnh là đột quỵ nha mọi người. Sau khoảng 5 phút thì bắt đầu hai vợ chồng mình cảm thấy có dấu hiệu rồi đấy mọi người. Ê, ngứa mặt chưa? Nóng lắm, căng thẳng. Nhưng mà nóng, toát hết mồ hôi rồi. Áo. Bắt đầu như kiểu con gì nó bò ấy nhỉ? Bò ấy nhỉ? Kiểu là cảm thấy cái bò nó cứ dâm gian nó cứ ngứa kiểu gì ấy. Tê. Mặt mình bắt đầu đỏ này mọi người. Thế này nó đỏ này. Thế mà mình bắt đầu đỏ tay. Nó tác dụng ngay tầm 5 đến 7 phút là mình đã cảm nhận ngay là bây giờ toàn bộ cái khu mặt của mình này nó cảm giác nó cứ dâm gian xong thì nó cứ mát mát, nó ngứa kiểu gì ấy mọi người. Rất là rõ ràng luôn mọi người, đỏ hết cả cổ, cả phần ngực này, tay đỏ hết luôn. Phần tai này bắt đầu đỏ này, phần sau tai này đỏ au luôn. Có khi đằng sau lưng cũng đỏ lắm rồi ấy. Mình thì đang thấy nó dâm gian khắp hết người luôn. Đỏ hết mặt lên rồi mọi người. Như kiểu vừa làm một lít bia rồi ấy. Này mà đi ra đường với ông công an cứ nhìn thấy lại bắt lại thổi nồng độ cồn chết. Cái mặt của mình đỏ như ngớt luôn. Đang rất là nóng, rất là không biết là tả như nào cho nó phải, nó cứ dâm gian, nó cứ ngứa kiểu gì ấy. Ai nhưng mà cảm thấy rất là dễ chịu nhá, rất là cứ kiểu phê rồi đi, nó cứ nóng rồi nó cứ nóng mát xong rồi nó cứ ngứa tê kiểu gì ấy. Cả người luôn, cả chân tay đấy, nhưng mà nhất là mặt này, mặt phải cảm nhận rất là rõ luôn, nóng gian luôn. Sau khoảng 15 phút thì bắt đầu là nó ngứa xuống đến những cái khu vực ngón tay này mọi người. Mình đang
ngứa những ngón tay với những cái cẳng chân này, cái gáy với cổ này cũng ngứa, như kiểu cảm giác ngứa như kiểu là bị sâu gióm. Mình đang cảm thấy rất là phê mọi người ạ, cảm thấy rất là dễ chịu, nó cứ dần 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 nóng nóng rát rát mát mát, nói chung là rất là nhiều cái cảm giác nó trùng trong một cái lúc này. Càng ngày thì nó càng nhỏ nhiều hơn, nhất là khô cổ hay là ngực bác. Máu nó được lưu thông rất là mạnh mọi người, ngứa hết người. Không có một cái chỗ nào là không đỏ nữa. Ôi đồ ơi, muốn sợ mình. Này bị khớp rồi. Ôi tay. Mình đã đen rồi, còn bây giờ nó còn thêm đỏ nữa chứ. Tùy theo cơ địa mà cái hiện tượng này nó có thể hết trong vòng 30 phút cho đến 2 tiếng nha mọi người. Mình chắc phải 2 tiếng mới hết đấy mọi người ạ.